Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Tạ ơn Thiên Chúa vì ngày mới mà Người đã ban tặng cho con. Dân này tôn kính ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở con về việc những phong tục có thể khiến con mất đi lòng nhân ái như thế nào khi chúng không được thiết lập tốt. Chúa Cha chú trọng đến việc tâm hồn con hướng về Người, và những phong tục bên ngoài là những biểu hiện chân thực về Người. Đức Maria là một biểu tượng của giáo hội lữ hành. Con hãy cầu xin Đức Mẹ chuyển cầu để giáo hội là một chuẩn mực về tiến trình hướng về phía trước trong dòng lịch sử. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa Chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày, trong khoảnh khắc này, ước gì kinh nghiệm về tình bạn với Chúa Giêsu bắt đầu từ lòng biết ơn và sự sâu sắc mà chính Người dành cho con. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với chúng ta, ân sủng của Thiên Chúa thật gần gũi và dịu dàng. Ước gì kinh nghiệm về sự gần gũi và sự dịu dàng khiến con nên gần gũi và yêu mến tha nhân. Trở lại với buổi chiều, cùng cầu nguyện trong tâm tình tạ ơn với các tập sinh dòng tên tại Argentina, Uruguay, Chile và Paraguay là những thành viên đã viết những lời cầu nguyện cho tháng này. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, nhìn lại ngày sống qua ánh mắt của Thiên Chúa và nhận ra những phúc lành mà con đã nhận được, con tạ ơn vì những ơn lành ấy. Điểm lại những suy nghĩ, lời nói và hành động mà con đã gieo vào cánh đồng đời mình hôm nay. Chúng là lúa mì hay cỏ dại? Trong gia đình con, những hoa trái nào mà con đã gặt hái? Hoa trái của bình an, niềm vui hay sự hỗn loạn trong con và những người quanh con? Con xin Chúa ơn tha thứ nếu con đã không chịu gặt hái hoa trái tốt nhất, chuẩn bị mảnh đất màu mỡ hơn cho ngày sống mới của chính con và tha nhân. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.